Nhớ rồi nè, quên chút đấy cổng phố nó là bé bún nó phở nữa, cái cụ tay phở lòng bồ lý chà. Lúc nào nó khắc khá thì nhớ rồi rế của trẻ sư tế bún nó ok nè. Thế tại phở nó mà nữ mua cắp củ sẽ chê rồi thì nữ họ mua mua chi cho hậu thế nè, mà bé mà mua sai họ, bé mà mua chọc chọc cá tô lưu sẽ chi nhớ họ thời rau củ order sư thế này nhỏ thì củ order Bây giờ đã xin hướng nào của họ order tại đó á. Nếu cô mua trừ cho hộ thế Mua trừ thì Mua từ crab lên nào Nên nó có hai tia tại nó bỏ chơi nó có hai tia tia trô chờ đô la nó tại nó nè Nó phải trô chờ đô la Ê, sao sẽ bỏ cá hả? Jalapeno basil and bean sprout. So you add this for into it. Quỷ lên này bắt ta là đầu trâu à. Chỉ nó nè. So good. So yummy. Phải nó phở nè, thôi cũng nó phở nè. Cũng mới giật xuống lòng nó cho cho. Phở mà giống nó cho lúc chay nó nó chay nó mà ở đây you are so refreshing này nhỏ ở đây you feel so good nè chị có cá cơ cho cô tổ nó đi cho nhìn gì cá thì ở nó very fresh nhỏ nè so like fresh chi chi nè cũng mà bán nông này giờ cũng chỉ cho nhiệt thôi chị chỉ cũng chỉ đi mua sriracha cho đi lên nó cho đồ sứ chị nồi nó sứ ก็พอตื้อก้าจะกูจิสาจอกับโตช่านะเดี๋ยวจอยอยากจะน้อยนอเสื้อทะเลลาเชียนะจะน้อยนอเสื้อถ้ากูนอนเนอไอเป้หมูนอเฟอโอเกอเนื้อนอเนื้อตัวเนื้อตัวไปดูจอหัวเตียววอร์นจะในตัวชอบมิชิแกนจะหัวตัวนอรูร้านเฟอหัวเตียเฟอครับเนื้อโอเคชิ้นจีดัว